giữa lòng di sản cố đô Huế, thâm nghiêm và trầm tích, qua biết bao mưa nắng thời gian, dòng bão của thế sự, lên xuống của thời cuộc, vẫn còn đó những chứng nhân lịch sử, những dấu tích vàng son, một không gian thực thi công vụ của thời quá vãng, và ngày nay là cơ quan hành chính với sứ mệnh bảo vệ những giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần của đất và người xứ Huế.